Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hak Research. Thì tiếp tục về video về series về những dự án tiềm năng trong thị trường cryptocurrency. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu tới anh em một dự án mới, đó chính là Scroll. Thì Scroll vào tháng 3 vừa qua cũng đã công bố là kêu gọi được 50 triệu đô la tới từ các VC lớn. Thì do đâu mà khiến dự án này có một cái mức thu hút, có một cái độ hot tới như vậy mà gọi mà raise được một cái mức vốn lớn như vậy trong cái thị trường downtrend này, thì mời anh em cùng đi tới ngày hôm nay, cùng đi tới video ngày hôm nay để hiểu thêm về dự án Scroll là gì, cũng như là tìm hiểu về cái tiềm năng sắp tới của dự án này. Thì qua video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi tới 5 phần chính. Và phần thứ nhất đó chính là định nghĩa về Scroll, phần thứ hai đó chính là lộ trình phát triển, phần thứ ba là core team, và phần thứ tư là investor, và cuối cùng chính là phần tổng kết. Thì không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên để chúng ta biết được là Scroll chính là dự án như thế nào. Thì như anh em đã thấy trên màn hình, đó chính là Scroll là một giải pháp mở rộng layer 2 cho Ethereum và sử dụng công nghệ là zkRollup. Đó, như anh em nghe tới công nghệ zkRollup thì anh em cũng thấy quen quen đúng không? Thì tương tự như các nền tảng như là zkSync hay là Polygon EVM hay là Starknet, thì Scroll sẽ dùng công nghệ zkRollup để giải quyết các vấn đề còn tồn động trên hệ sinh thái của Ethereum, bao gồm là cải thiện được cái tốc độ giao dịch này, giúp là hạn chế giảm xuống cái chi phí giao dịch này. Như anh em biết là cái chi phí giao dịch trên Ethereum khá là đắt đỏ đúng không? Thì những cái giải pháp layer 2 nó đưa ra thì cũng giúp cho cái chi phí giao dịch được giảm lại. Thì đối với ZK EVM sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề tồn động với các giải pháp zkRollup. Thì ZK EVM sẽ giúp cho, tức là các dự án trên Ethereum, thứ nhất đó chính là các dự án trên Ethereum hay là các EVM blockchain sẽ dễ dàng được mở rộng, được xây dựng và hoạt động và phát triển cho Scroll thông qua ZK EVM. Và thứ hai thì là các developer của Solidity cũng sẽ dễ dàng triển khai các dự án mới cho Scroll và không cần phải học qua các ngôn ngữ native của các zkRollup chain. Thì cái việc này giúp cho các dự án mà build trên Ethereum và các EVM blockchain có thể dễ dàng được xây dựng trên Scroll, lại giúp Scroll tăng tính mở rộng hơn. Và đặc biệt là các developer của Solidity cũng sẽ dễ dàng triển khai các dự án của họ trên Scroll mà không cần phải học các ngôn ngữ lập trình native của các zkRollup chain khác. Thì đó cũng là một cái ưu điểm của dự án này. Thì về lộ trình phát triển thì hiện tại thì Scroll đang ở giai đoạn pre-alpha testnet. Thì như anh em cũng biết là Scroll mới chỉ đi được một cái đoạn ngắn của cái quãng đường này thôi, và anh em cần phải theo dõi thêm dự án sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Và Scroll thật sự là mới bắt đầu và còn một cái chặng đường rất là dài phía trước. Thì như anh em cũng biết á, là bên Hak Research của tụi mình cũng đã đưa ra những cái bài viết hay là những cái bài viết hướng dẫn trong group hay là trên website để hướng dẫn anh em tham gia testnet của dự án Scroll này để có cơ hội nhận về airdrop trong tương lai. Thì mong anh em có thể đọc qua bài viết và có thể tham gia testnet về dự án này. Còn về mời anh em cùng mình đi tới phần thứ ba, đó chính là phần core team. Về phần core team thì như trên màn hình các anh em có thể thấy được là có 3 co-founder, đó chính là Sandy Peng chính là co-founder, và Hai Chen và Ye. Thì ba người này chính là co-founder. Thì mình cùng điểm qua một xíu về profile của ba người này. Thì thứ nhất là Sandy. Thì là Sandy là từng học trường đại học Cambridge và sau đó lấy bằng cử nhân về nghệ thuật, khoa học, xã hội và chính trị. Thì sau đó Sandy tiếp tục lấy bằng thạc sĩ luật về nhân chủng học và xã hội tại trường đại học kinh tế và khoa học chính trị tại London. Và mãi tới 10 năm sau thì vào năm 2019 á, thì Sandy bắt đầu học các kiến thức đầu tiên trong ngành blockchain. Đó, và sau đó Sandy tiếp tục làm việc tại một quỹ đầu tư là Fusion Capital. Đây chính là một cái quỹ đầu tư tập trung vào các dự án blockchain. Và sau khi kết thúc công việc tại Fusion thì Sandy bắt đầu xây dựng Scroll. Còn về Hai Chen thì sao? Về profile của Hai Chen thì Hai Chen đã lấy bằng cử nhân đại học máy tính tại trường Đại học Thanh Hoa tại Trung Quốc. Và sau đó thì Hai Chen tiếp tục theo học tại trường Đại học Washington để lấy bằng tiến sĩ khoa học máy tính. Và khi ra trường thì Hai Chen có khoảng thời gian gắn bó lâu dài với Amazon tại ngành trí tuệ nhân tạo. Còn Ye thì sao? Thì mới đây vào năm 2022 thì Ye đã thành công lấy bằng cử nhân kỹ thuật điện tại trường Đại học Bắc Kinh. Và hiện tại thì Ye đang học để lấy bằng tiến sĩ khoa học máy tính. Dự kiến năm 2025 thì Ye mới chính thức được lấy bằng tiến sĩ. Và Scroll cũng đang là startup đầu tiên, mà Scroll cũng chính là cái dự án startup đầu tiên mà Ye đã tham gia vào. Đó chính là điểm qua 3 co-founder chính của dự án Scroll này. Còn về phần mà anh em cùng mình đi tới phần tiếp theo, đó chính là phần investor. Vậy thì vào ngày 21 tháng 4 năm 2022 thì Scroll thông báo kêu gọi thành công số tiền là 30 triệu đô la tại vòng Series A đây cũng chính là một cái số tiền anh em thấy là khá là cũng rất là lớn đối với một dự án layer 2 đúng không? Scroll cũng đã gọi thành công là 30 triệu đô thì dẫn đầu là bởi là Polychain Capital. Và bên cạnh đó còn có sự tham gia của Robert Venture, BitSense Venture, Bain Capital. Đó chính là cái vòng Syria. Còn vào ngày 7 tháng 3 năm 2023 thì Scroll đã thông báo kêu gọi thành công là 50 triệu đô và định giá của dự án này đã lên mức là 1,8 tỷ đô la với sự tham gia của Polychain Capital, Pen Capital, Mon Capital và IOSG Ventures. Đó, đây chính là những cái VC lớn đã tham gia vào những cái vòng gọi vốn của Scroll. Thì thông qua các vòng gọi vốn như là Series A và Series B, và tổng cộng Scroll đã gọi được vòng đầu tiên là 30 triệu đô la và vòng thứ hai chính là 50 triệu đô la, thì anh em cũng biết được là hệ sinh thái này phải có một cái sức hút gì đó khá là lớn mà khiến những cái VC bắt đầu rót tiền vào hệ sinh thái qua những cái vòng gọi vốn này. Thì mời anh em của Hak Research bắt đầu theo dõi thêm về cái dự án Scroll này để có thể biết được cái tiềm năng cũng như là cơ hội đầu tư của anh em đối với dự án này trong tương lai. Và đó chính là phần investor của dự án Scroll này. Về phần tokenomics thì hiện tại tokenomics của dự án thì chưa được công bố, và nếu như tương lai dự án này có cập nhật thêm về phần tokenomics thì tụi mình cũng sẽ cập nhật cho anh em trong những cái bài viết trên website của Hak Research và mong anh em theo dõi. Đó, và cuối cùng thì để kết thúc video ngày hôm nay thì mời anh em cùng mình đi tới phần tổng kết. Thì qua những cái quan điểm mà mình nói trong video ngày hôm nay thì Scroll chính là một cái layer 2 nổi bật trong thời gian tới khi mà chuẩn bị cho ra mắt là ZK EVM để thu hút cộng đồng và người dùng, và đặc biệt là những cái developer có thể phát triển những cái dự án của họ trên hệ sinh thái của Scroll. Và tuy nhiên thì đội ngũ phát triển Scroll không phải là quá ưu tú. Như anh thấy thì có Ye là đang còn học, tính là câu nhưng ông Ye đây chính là co-founder của dự án này thì đang còn học và chưa được lấy bằng nữa. Thì theo mình thấy thì đội ngũ phát triển của Scroll thì không phải quá ưu tú về bản thân, nhưng mà anh em cứ tiếp tục theo dõi thử, là cũng đặt cho mình một cái dấu chấm hỏi là mình có thể theo dõi cái dự án này hơn và có thể thấy được cái những nét nổi bật trong mình, biết đâu là mình có thể tìm được một cơ hội đầu tư đối với dự án Scroll này thì sao. Và kết thúc video ngày hôm nay thì mình cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ các video của Hak Research. Xin kính mong anh em có thể cho tụi mình một like, share hoặc là subscribe để tụi mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video khác nữa. Và nếu có thắc mắc gì thì anh em hãy tham gia vào các kênh social của Hak Research như là Telegram hay là Discord để tụi mình cũng có thể thảo luận về dự án Scroll này. Và cảm ơn anh em đã đón xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp anh em ở các video sau.